dưng lặng lẽ, tự dưng nhỏ bé, tự dưng cơn cõi vỗ về, tự dưng mong mãi, tự dưng cầm lại, tự dưng nhìn quanh, tự dưng cơn cõi bên cạnh. Yêu em mọi người đều có lý, yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì. Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan, yêu em tưởng nhớ vài cuộc tình dở dang. Yêu em như thể đây là giấc mơ phàm, yêu em đến nỗi buồn anh cũng đem ra mở bản. Anh biết tấm duyên tình vẫn thường vỡ đôi, vài chuyện còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời, nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tật tả trong cơn mưa ký ức, sợ lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi. Cho những đau là niềm yêu quý nhất, nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi. Em ơi, cũng được tôi cũng đổi đời anh đi. Từ ngày em đến bầu trời bỗng hừng đông, nhưng vọng hòa ông gió vàng vật cũng rung động. Em là bạn giao hận khiến nhân gian phải động lòng, hãy tin anh đi vì anh là những chứng sống. Em muốn có em trong tay như thế trong thật lâu lấy. Em biết đây nhiều chuyện buồn, còn muốn kể anh nghe không đây. Cho hay là lấy cảm hứng từ đâu? Dạ, nghệ danh này là do anh Tí. Anh Tí. Dạ, nghệ danh này là do là nhà của em á. Đừng lo lắng anh ơi, có em ở cạnh đây thôi. Sẽ chăm sóc cho anh đến khi đầu bạc như vốn. Sẽ mãi luôn như thế, chăm con và đón em về. Thì anh em kiểu đi nhậu xã giao với nhau thôi, chứ em nghĩ chắc này nhìn mặt cũng kiểu bắt chợn á, bắt chợn á. Thứ khác không quan trọng. Lên đây đến đây được không? Đến và khẽ ôm vương lòng. Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Bài hát đầu tiên. Bài hát đầu tiên. Có thể thấy rằng là một phiên bản vô cùng bất ngờ. Giang nghĩ là anh Châu Đăng Khoa rất là giỏi trong việc khai phá ra những giọng hát vô cùng là đặc sắc. Tại sao lại tìm thấy một cô gái thú vị như này ạ?
Không hiểu tại sao luôn nha. Khi mà nhắc tới gọi là ca sĩ á, thì điều đầu tiên đối với Khoa đó phải là giọng hát trước cái đã. Ca sĩ là phải hát hay trước cái đã và phải có được cái màu sắc riêng. Sophia đi thực ra thì là một thực tập sinh cho công ty em cũng phải hơn 2 năm rồi. Cô bé thì mới sinh năm 2000 thôi và thực tập từ năm mười mấy tuổi. Nhưng mà chắc là rất là nhiều khán giả đang rất là tò mò về Sophia, thì không biết Sophia có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ, lời tiên cho em được gửi một lời chào thật yêu thương tới tất cả mọi người đang xem chương trình bài hát đầu tiên ạ. Em tên là Sophia, em đến từ Đồng Nai và em sinh năm 2000 ạ. Sophia em nghĩ là nghệ danh chứ đúng không? Dạ, vâng ạ. Nghệ danh này là em tự chọn hay ai đặt cho hay là lấy cảm hứng từ đâu? Dạ, nghệ danh này là do anh Tí. Dạ, nghệ danh này là do... là nhà của em á. Tại sao Khoa lại đặt nghệ danh này? Ngày xưa có đi sang Sofia ở bên tận Bulgaria không hay như nào? Dạ không, thực ra thì hồi xưa anh để cho công ty em thì nó cũng toàn trái cây thôi. Bây giờ em chán buôn trái cây rồi, bây giờ em chuyển sang buôn đồ nội thất thôi. Nghe Sofia nó cũng na ná sofa rồi sofa anh. Sofa đây đúng không? Vâng. À, một cách chơi chữ. Nhưng Khoa lần đầu tiên nghe được sofa hát là sofa. anh nói luôn mà. Em biết cô bé này từ hồi mà cô bé còn nhỏ lắm luôn, nghĩa là khoảng 14 tuổi. Dạ vâng. 14 tuổi là em đã gặp cô bé này rồi. Nhưng mà thật sự thì em cũng chỉ ấn tượng với một cô bé 14 tuổi nhưng mà hát như người lớn thôi, chỉ vậy thôi. Thì bận đi một thời gian khoảng cỡ 2-3 năm sau khi gặp lại thì thực sự luôn là em khá là bất ngờ. Không chỉ về giọng hát mà còn về cái bề ngoài, rồi nói chung là về cái tính cách nữa. Tự nhiên cô bé hả, ngày xưa rất là kiểu như là ồn ào náo nhiệt, nhiều năng lượng, nhưng bây giờ cũng nhiều năng lượng nhưng mà tiện trở nên đầm thắm hơn và có một cái gì đó rất là thu hút mình á, từ cái thần thái tới cái ánh mắt và cả cái giọng hát nữa. Anh thì nghĩ là ở trong giọng hát của Sophia trong bài vừa thể hiện ấy, thì chúng ta thấy được ngay là em hát rất là nhiều cảm xúc. Và bên cạnh đó thì phải kể đến kỹ thuật nữa. Em hát khá là chuẩn xác. Anh không biết là có được học bài bản sau khi mà cho Đăng Khoa giúp không? Thì thực ra thì bản năng của Sophia đã hát hay rồi. Cái mà em giúp đó chỉ là gọt giũa hơn và làm cho Sophia tô đậm được cái ưu điểm của mình hơn, thể hiện được rõ nét những cái cá tính âm nhạc của mình hơn và có những ca khúc phù hợp hỗ trợ cho cái giọng Sophia hơn và có nhiều đất diễn hơn. Thay vì em dùng thời gian đó để em khắc phục những cái khuyết điểm của Sophia, em nghĩ là chắc rất là khó, thì em dùng cái bản thân mình và dùng cái thời gian đó em tô đậm ưu điểm của cô bé lên. Thôi cảm ơn Châu Đăng Khoa. Chúng mình nhường Lady First, phụ nữ trước hơi lâu để cho Khói ngồi từ ban nãy cứ gật như này mà chưa được nói gì cả. Câu chuyện với Khói thì sao? Ở trên mạng á, mọi người hay hỏi là tụi em có phải anh em ruột không? Em ờ luôn. Thì cũng đẹp trai đó nhưng mà hai cái nét nó khác nhau. Thực ra tụi em cùng đến từ miền núi hết. Thì em là Buôn Ma Thuột, còn Khói là đến từ Lâm Đồng. Tình cờ quen nhau là khi mà em xuống trường Khói á, lúc đó Khói học khoa kiến trúc. Thì em xuống trường Khói để tham gia giống như là tập văn nghệ cho các bạn trong đội văn nghệ á. Thì mới gặp cậu này. Thì anh em kiểu đi nhậu xã giao với nhau thôi, chứ em nghĩ chắc này nhìn mặt cũng kiểu bá trợn á, bá trợn á. em cứ nói lên tiếng nói của mình. Bây giờ em mới biết chuyện này luôn á. Em chưa giờ nghe anh nói là nhìn mặt em bá trợn và định chơi xã giao với em. Lúc đó em xã giao thôi, chứ cũng chẳng hy vọng là thân thiết gì. Nhưng mà tự nhiên cái cứ tiếp xúc hoài với anh em đi nhậu hoài, cái tiện trong một lần nọ này, trong cái cơn say của em á, em lỡ miệng thì em mới khuyên cậu này là em nói lại cái câu y chang hồi xưa anh luôn. Em bảo là khi về già con người ta sẽ chỉ hối tiếc về những gì đã chưa làm thôi, chứ còn những gì đã làm rồi thì không có tiếc đâu. Rồi khuyên sau đó cái cậu này một hôm với cậu gọi điện thoại cho em thông báo là anh ơi, em quyết định rồi, em bỏ học đại học. Lúc đó đang học đào kiến trúc. em học kiến trúc của trường Hồng Bàng. À, đào Hồng Bàng. Nghĩa là quyết định là bỏ học đại học và em sẽ tập trung để làm thợ xăm, một tattoo artist, là một rapper. Không biết bữa đó mình đã nói gì nó mà bây giờ nó quyết định như vậy, nó kêu chứ em cảm ơn anh đã cho em lời khuyên. Mà bỏ học là vấn đề lớn lắm đúng là không? Quyết định là bỏ cái rẹt luôn anh. Và tự nhiên cái lúc đó em cảm thấy là trời, từ giây phút đó là em phải có một cái trách nhiệm cực kỳ với lại cái bạn này luôn, thậm chí là mẹ của Khói nữa.
cũng gọi thoại xuống cho em, tại vì hỏi là hay nhờ vậy là con hả, con nhớ trông cậy nam dùng cô nha rồi này kia vậy. Thì lúc đó em cảm thấy là cái trách nhiệm của mình nó nâng cao cực kỳ, nên là thật sự là em đã cố gắng để trở thành một người anh tốt. Câu nói mà Khoa vừa kể lúc nãy ấy, nó có tác động như nào để em quyết định là trở thành tattoo artist này, rồi là rap này, rồi là tất cả các thứ khác mà không phải theo học kiến trúc? Tại vì ở thời điểm đó em nghĩ là cái việc mà ngưng đi học là một cái quyết định nó rất là kinh khủng nếu mà gia đình biết được. Nhưng mà anh Khoa nói em một câu là nếu như trước năm 24 tuổi 25 chứ 24 mà em không làm những cái gì mà em muốn thì tới cái năm 24 tuổi em sẽ không còn thời gian để làm nữa. Thì em mới tính trong đầu là với trường này năm để mà em học một cái thứ mà em đam mê thì có kịp hay không, thì em nghĩ là phải là ngay lúc đó thì mới kịp. Nên là em suy nghĩ một đêm, sau đó em bảo lưu luôn. Và em thấy may mắn quá khi mà có thể bây giờ Khói cũng đã có những cái thành công bước đầu rồi. Với Châu Đăng Khoa thì anh còn được biết là em cũng có công ty riêng, đúng không? Rồi. Và em cũng đi tìm những tài năng trẻ để em đưa họ lên. Thực có sự không? Là em chưa từng tìm ai hết. Mà tất cả đều là cái duyên và họ tự tới và chúng em gặp nhau thôi. Hơn một năm trước em vẫn chưa nghĩ rằng em sẽ trở thành một mở một công ty quản lý talent hay gì đó. Em chỉ đơn giản là em support, em giúp đỡ các bạn thôi, em chẳng nghĩ gì hết. Nhưng mà rồi tự nhiên dòng đời đưa đẩy tất cả mọi thứ, nó nhiều lý do nó đưa đẩy, cái tự nhiên cái giờ mình lại thích cái công việc đó.